chương 91 Phiên ngoại Ở chung ngày Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cấp bắt đại cử tứ tân sinh quân huấn chính là 38 quân Đây là Trung Quốc giải phóng quân vương bài quân Kháng Mỹ viên triêu bộ đội vạn tuế quân Tên tuổi phi thường vang dội Bọn họ quân ca hùng hùng cứng cáp Sắc thép bộ đội, sắc thép anh hùng, sắc thép ý chí, sắc thép tâm Từ khi học hội về sau chút tiểu an liền không còn có phai nhạc quá, Lâm Tuyết Quân tại trường quân đội trong lúc liền vẫn luôn bị mượn nhập quân đội chấp hành một ít hành động. Lúc này đây lấy kỹ thuật nồng cốt điều nhập lục quân tham gia đối tân sinh quân huấn tự nhiên cũng không phải cái gì đặc biệt. Quân huấn trước đồng học nhóm chỉ biết muốn đi xương bình mổ căn cứ quân sự toàn phong bế quân huấn, dụng đẫm được có thể khổ có thể kia gì, đại gia đều khẩn trương được rất. Chúc Tiểu An bạn cùng phòng nhóm còn than thở ni, lười nhát một năm đột nhiên muốn quân huấn, cảm giác cả người đều không hảo. Lâm Tuyết Quân nói dẫn nhất dạng đối chút tiểu an đạo. Ngươi hối lộ ta, ta có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi đổi cái ôm nhu điểm huấn luyện viên, ngươi không biết lục quân bộ đội những cái đó tháo hán tử, huấn luyện tân binh cùng huấn luyện gia súc nhất dạng, các ngươi nữ nhiều nam thiếu văn khoa sinh khẳng định chịu không được. Trưởng quan, trưởng quan, cầu giúp đỡ, cầu cứu vớt cực khổ thiếu nữ nhóm. Nàng bạn cùng phòng ôm thượng Lâm Tuyết Quân đùi, đã sớm là tử trung phan, thấy có mạng sống cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Tuyết Quân liền nhìn chút Tiểu An. Vì thế tỷ muội đoàn nhóm bà bắt đầu các loại vừa đấm vừa xoa nhượng chút Tiểu An hối lộ bạn trai. Chút Tiểu An căn bản không tính, hắn liền một đệ tử hắn chỗ nào có cái kia bản lĩnh A. Bất quá cuối cùng vẫn là hối lộ thành công, cùng Lâm trưởng quan thị sát trường học phụ cận rừng cây nhỏ, cho ra một cái kết luận, bất luận cái gì thời điểm đều không cho nàng đi vào trong đó khụ 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 nếu không là ngươi nhất định phải đi thị sát ida nơi đó nhìn cũng rất khủng bố hảo đi mặc dù có rất nhiều tiểu tình lữ đi thám hiểm nàng có thể không có hứng thú nàng lấy cái kia hoàn cảnh vi bối cảnh có thể viết hảo vài cái kinh tủng tiểu thuyết nghi chính mình dọa chính mình càng dọa người lâm tuyết quân có thể làm nàng huấn luyện viên đương nhiên là cùng người khác đổi nguyên bản thật đúng là một cái phi thường tính bướng bỉnh huấn luyện viên tối không quen nhìn tân binh viên nhóm túng dạng theo bản năng cũng đem sinh viên nhóm trở thành chính mình tân binh, huấn đứng lên tuyệt đối có những thân kiều thể yếu các học sinh đột tử khả năng. Dùng lâm tuyết quân nói này đó sinh viên nhóm về sau cũng không khiên thương, súng, cũng không kháng bao tải, kia là muốn dùng đầu óc, đều là chính thương giới giáo dục thiên chi kiêu tử. Người như vậy hướng chết trong thao luyện bọn họ làm chi A, à. đây không phải là trở nên gây gắt mâu thuẫn, nhượng bọn họ đối quân nhân có thành kiến sao, lại nói, cũng chính là tập đội hình liệt, đã đi nghiêm, càng không tất yếu tê tâm liệt phế mà rống bọn họ. Nhưng bọn họ biết quân nhân thao luyện vất vả, đốc xúc bọn họ dưỡng thành tập thể hình thói quen tốt là đến nơi, hà tất rất khó xử ni. Có lâm tuyết quân như vậy săn sóc tân sinh nhóm huấn luyện viên đồng học nhóm tự nhiên vui mừng nhảy nhót, liên quan cái khác các giáo quan cũng không lại như vậy nghiêm túc, thêm cao tuổi cũng không sai biệt lắm, các quân sĩ cũng rất dễ dàng cùng các học sinh đánh thành phiến, cùng nhau sướng cái ca nói chê cười gì gì đó không khí phi thường sinh động quân huấn thời điểm kỳ thật vẫn là mệt chết đi nửa giờ một giờ đứng ở nơi đó trạm quân tư lặp đi lặp lại các loại chuyển đi nghiêm đi còn muốn cầu đại gia đá ra bước chân nhất dạng cao phó quan còn sẽ lấy thước đo lượng không đúng chỗ liền muốn bước ra khỏi hàng đơn luyện có nữ đồng học vì khiến cho lâm huấn luyện viên chú ý tổng là yếu phạm điểm sai muốn cho hắn nhiều chỉ điểm một chút nhiều cho các nàng trò chuyện thậm chí cố ý phạm sai lầm bị gọi bước ra khỏi hàng, còn có người sẽ giả bộ bệnh chờ một chút. Dù sao chỉ cần có thể khiến cho Lâm Tuyết Quân chú ý, các nàng như thế nào làm đều vui lòng. Chúc Tiểu An bạn cùng phòng nhóm đều tức giận được rất, cảm thấy như thế nào như vậy không biết xấu hổ, thông đồng huấn luyện viên. Các nàng cảm thấy Chúc Tiểu An nên sớm một chút đem bạn trai công khai, nhưng cả lớp toàn giáo người cũng biết mới hảo ni. Có thể nàng trước vẫn luôn đều rất điệu thấp, trừ bỏ bạn cùng phòng, mặt khác người còn thật không xác định nàng có một cái quan quân bạn trai, liền tính biết có bạn trai cũng không biết là Lâm Huấn luyện viên. Huống chi đối với có vài người đến nói, chẳng sợ Lâm Huấn luyện viên có bạn gái cũng không chậm trễ các nàng thích a. À. Chúc Tiểu An không có gì rất đại cảm giác, dù sao Lâm Tuyết Quân hình tượng hảo mà, nguyên bản liền tuấn mỹ một quải, hiện giờ thành quan quân, dáng người cao ngất thon dài, quân trang càng là thêm phân hạng liền coi như nhân gia nói nữ muốn tiếu một thân hiếu, nam nhân này một thân nhung trang cũng có thể gia tăng tuấn tú giá trị. Nhân gia khen nàng bạn trai lớn lên xoái, nàng liền vui trộn đi. Có cái gì hảo sinh khí a? Dù sao Lâm Tuyết Quân cũng sẽ không bị câu đi. Nếu là hắn có thể bị câu đi, tại nàng nhìn không thấy kia vài năm sớm đi rồi, hà tất chờ hiện tại? Nàng còn sẽ vui sướng khi người gặp họa mà xem xét hắn cười trộn đi sau đó đồng học nhóm liền sẽ phát hiện lâm huấn luyện viên thích đứng ở chút tiểu an bên cạnh, nàng vóc người cao, để nhất liệt cái thứ nhất, hắn mỗi lần đều không trạm ở phía trước, mà là đứng ở nàng tay phải biên đưa người đứng đầu hàng, những phó quan kéo cổ họng hô. Còn có không biết bọn họ luyến tình lại thầm mến chút tiểu an nam sinh phát hiện, lâm huấn luyện viên ánh mắt như thế nào một phút đồng hồ đều không ly khai chút tiểu an. Thường thường mà liền muốn nhìn chầm chầm nàng nhìn, như vậy nhiều cho ngươi vứt mị nhãn ngươi không nhìn thấy a à, ngươi xem xét chúng ta đồng học làm chi Cấp tự chúng ta người lưu một cái được không có chuyện chẳng những chút tiểu an quên không được nàng đồng học đều thay nàng nhớ cả đời quân huấn rất nhiệt nàng bạn cùng phòng thỉnh các nàng ăn que kem nàng nhịn không được ăn một căn kết quả cùng ngày đại di mụ đến thăm quân huấn thời điểm bụng liền lui lui đau đau đến nàng cả người đổ mồ hôi lạnh dạ dày đều bắt đầu xuất toan thủy cách vài giây đồng hồ liền muốn liếc nhìn nàng một cái lâm tuyết quân lập tức liền phát hiện nàng không thích hợp, đi qua đi đỡ nàng, không thoải mái sao. Đồng học nhóm ánh mắt xoát mà liền đinh tại trên người nàng. Chúc Tiểu An cũng cố không hơn thẹn thùng, rất nhỏ giọng, bụng. Đau. Dựa theo quy củ, nữ sinh đau bụng, huấn luyện viên sẽ nhượng xuất liệt, sau đó ở một bên nghỉ ngơi lợi hại liền đi phòng y tế, đương nhiên là từ học đưa, hắn mới không sẽ quản nghi nàng liền tưởng cũng đi một bên nghỉ ngơi một chút ai biết lâm tuyết quân nắm chặt nàng cánh tay khinh khinh vùng nàng liền ngã vào hắn trong ngực hắn cúi người đã đem nàng đánh hoành ôm đứng lên ta đi đây là cái gì đãi ngộ có đồng học ngao ngao mà hô chúng ta bị bệnh chính là chính mình đi phòng y tế như thế nào chút tiểu an bị bệnh chính là huấn luyện viên tự mình ôm đi còn như vậy ôm hảo nhục nhã nga ta cũng tưởng bị ôm chúc tiểu an bạn cùng phòng nhóm đắc ý cười ha ha chỉ cảm thấy nhất thời mở mày mở mặt so đoạt lại chính mình bạn trai cao hứng các ngươi tưởng ôm cũng được huấn luyện viên vui lòng a à, biết vì sao không vì cái gì không nói cho ngươi đương nhiên đại gia vẫn là rất khoái chỉ biết lâm huấn luyện viên nguyên lai like chính là chúc tiểu an bạn trai ta đi còn muốn câu dẫn nhân gia huấn luyện viên ni này hạ thật đúng là chờ chút tiểu an đánh ngừng đau châm trở về, cảm giác các nữ sinh nhìn nàng ánh mắt đều mang tim nhi. Bất quá bọn hắn lần này coi như là hạnh phúc, không giống như học trưởng nhóm như vậy quân huấn một năm, bắt kịp Bắc kinh vũ quý, ba ngày hai đầu còn hạ điểm vũ. Hạ mưa to liền đình huấn, huấn luyện viên, phó quan, chỉ đạo viên nhóm dẫn đại gia nói chuyện phím ca hát, hoặc là thấu cùng nhau đánh đánh bài làm làm trò chơi, thậm chí còn khả năng giải tán, tiểu tình lữ nhóm là có thể nhân cơ hội thấu cùng nhau tự do hoạt động. Chúc Tiểu An còn có cái khắc sâu ký ức chính là quân đội nhà ăn đại màng thầu. Tuyết trắng, tùy tiện ăn. Nhưng làm có chút nông thôn bần cùng địa phương tới đồng học nhóm cấp nhạc hỏng rồi, thậm chí còn tại nhà ăn cử hành ăn cơm trận đấu, có người có thể ăn 7-8 cái đại màng thầu. Nhìn xem chút Tiểu An đều sợ hắn có thể hay không no chết. Lâm Tuyết Quân còn sẽ lặng lẽ gọi nàng đi khai tiểu táo, cho nàng lộng ăn ngon, sợ nàng cả ngày ăn bát tô đồ ăn không hương vị. Có một lần nàng đi tìm Lâm Tuyết Quân, vừa lúc đụng tới vài cái huấn luyện viên tụ tại hắn nơi đó nói cười, nàng nguyên bản muốn tách rời khỏi lại bị người gọi lại, có cái huấn luyện viên hô: Đồng học, các ngươi xả chứng không a? À, có phải hay không hẳn là cho chúng ta phát bánh kẹo cưới a? À? Sau đó bọn họ mà bắt đầu ồn ào Lâm Tuyết Quân, Chúc Tiểu An, huấn luyện viên quay đầu lại mua phát các ngươi a à. lâm tuyết quân nói cùng bọn họ không thể thẹn thùng ngươi càng thẹn thùng bọn họ càng là muốn trêu ghẹo ngươi có thể chọc khóc ngươi bọn họ mới càng cao hứng ni phát đường phát đường Khi huấn luyện viên còn tại ồn ào lâm tuyết quân đi qua đi câu trụ nàng cái gáy liền thân thượng nàng môi sau đó dắt nàng tay đi ra ngoài mặt sau một trận tru lên này đường hầu ngọc a à. chúc tiểu an Sân huấn luyện thượng một mỗi cái đều cao lãnh cấm dục, nguyên lai lén lút như vậy không bị cản trở a. À. Kết quả Lâm Tuyết Quân vô sự tự thông trước tiên học được một cái tân từ phát đường. Hơi một tí liền muốn chút Tiểu An cấp hắn phát đường, chút Tiểu An nghe được đường đều sợ, tưởng mới đầu hôn, nàng tự nhiên càng có thể thanh thanh sở sở mà nhớ kỹ nàng cùng Lâm Tuyết Quân vừa mới bắt đầu ở chung sự tình. Khi đó quân huấn kết thúc, bọn họ đại nhị đã chuyển vào yến viên lên lớp. Nàng báo xong tu chương trình học, trừ bỏ luật học, còn có một cái kinh tế học. Nàng bạn cùng phòng tò mò nàng như thế nào không báo văn học, dù sao nàng sáng tác như vậy hảo. Chúc Tiểu An cười nói, dù sao không học đã rất hảo, làm chi còn học a, à, học một cái chính mình không am hiểu càng hảo. Nàng là thật hận không thể có thể nhiều học một vài thứ, nếu là nhượng tuyển ba cái, thời gian lại đủ, kia nàng tuyệt đối không chút do dự tuyển ba cái nàng thăng nhập đại nhị thời điểm lâm tuyết quân đã khoa chính quy tốt nghiệp tiến vào thạc bắc liên đọc giai đoạn bất quá hắn đọc sách cùng đồng học nhóm có khác nhau bởi vì hắn đại một đại nhị là chuyên tâm đọc sách đại tam bắt đầu cũng đã tiến tu cao cấp chương trình học thêm chấp hành nhiệm vụ không giống giống nhau quân giáo sinh như vậy đơn thuần dựa vào bằng cấp trao quân hàm hắn trừ bỏ bằng cấp còn có cái khác quân công cho nên khoa chính quy tốt nghiệp liền so người khác cao đã là thượng úy quân hàm sau đó tấn chức tốc độ tự nhiên cũng sẽ xa vượt xa quá phổ thông quan quân. Bởi vì hắn tốt nghiệp sau phân phối căn bản không cần chính mình đi đi quan hệ, mặt trên đã sớm an bài hảo, yêu cầu hắn tại thủ đô quân khu cùng với nghiên cứu khoa học sở hai bên nhậm chức, đều là mấu chốt chức vụ, thăng chức tự nhiên cũng khoái rất nhiều. Khi là một cái ngày đông sau giờ ngọ, Thái Dương miễn cưỡng mà quải ở trên trời, tuy rằng không có phong, lại lạnh và khô ráo, địa thượng tuyết động bị thải được ngạnh ngạnh, rất hoạt. Nàng xuyên thật dày áo lông, tay tắt tại nàng quân áo bành tô túi trong, bị hắn nắm, nóng hầm hập. Không phải nói đi nhìn điện ảnh sao đây là đi nơi nào. Nàng đương nhiên thích cùng hắn áp mã lộ, bất quá như vậy lãnh thiên, kỳ thật nàng càng nguyện ý đứng ở có hệ thống sưởi hơi bên trong cùng nhau nhìn xem thư hoặc là nhìn điện ảnh. Hắn gần nhất rất bận, tuy rằng ly được gần, gặp mặt cơ hội nhưng cũng không nhiều lắm. Phát rồi tiền trợ cấp, ngươi thỉnh ta đi an toàn tụ đức. Hắn thanh âm tại ngày đông trong phá lệ mát lạnh. Từ khi hắn đi trường quân đội, học phí chi phí phụ toàn miễn, ăn mặc đều quản mặt khác còn phát tiền trợ cấp, năm thứ nhất một cái nguyệt có 60 khối. Từ năm thứ ba tiến tu xuất nhiệm vụ bắt đầu liền trướng không thiếu một cái nguyệt có 200, hiện tại có 200 tứ. Từ nàng thượng đại học bắt đầu, hắn tiền trợ cấp liền tất cả đều giao cho nàng, Mỹ Kỳ danh viết dưỡng tức phụ nhi. Kỳ thật nàng hiện tại làm giúp học tập cho vay, bất quá lâm vệ quốc đem nàng học phí cấp gánh nặng, mặt khác chúc đại an mỗi tháng cho nàng ít nhất 40 khối, lâm gia gia cùng lâm cô nãi cũng tổng cho nàng tiền, nàng chính mình viết sách kiếm được cũng không thiếu. Cho nên nàng hiện tại cuộc sống quá được rất dễ chịu, không cần lâm tuyết quân tiền trợ cấp, nhưng là hắn nhất định muốn giao cho nàng, khi nàng chỉ có thể thu. Những cái đó tiền nàng đều toàn đứng lên, cũng hảo làm chút chuyện, nhận tiền sinh tiền, tuy rằng không trông cậy vào làm nhiều người giàu có, có thể nếu trọng sinh biết một ít tin tức, có thể kiếm tiền đương nhiên muốn kiếm điểm A. Nàng cũng không chê nhiều tiền không là. Bất quá lâm tuyết quân đối kiếm tiền chuyện này cũng không thèm để ý, nhưng nàng cũng không cần vi kiếm tiền hoa rất nhiều tâm tư, làm thích sự tình, có năng lực kiếm tiền, thì phải là hạnh phúc nhất, không tất lại đi nóng vội doanh doanh nhất định muốn kiếm nhiều ít. Cô cô hắn một gia là kinh thương, những năm trước đây quốc xí cải cách bắt kịp hảo thời điểm, thêm thượng nàng ánh mắt hảo có quyết đoán hiện giờ kinh doanh niêm yết công ty, Lâm Gia Gia đại biểu tôn tử tại nàng nơi đó còn có công ty cổ phần, cho nên hắn căn bản không sẽ thiếu tiền hoa. Đương nhiên, hắn càng thích đem chính mình kiếm giao cho bạn gái. Hai người an toàn tụ đức, hắn không đưa hắn về trường học, ngược lại dẫn nàng hướng ra ngoài trường đi, kia một mảnh có không ít lửa điếm. Chúc Tiểu An đột nhiên giống như lĩnh ngộ đến không được cơ mật nhất dạng ni. Hắn cúi đầu nhìn nàng, như thế nào cười đến như vậy kỳ quái. Chúc Tiểu An. Ăn được hơi nhiều, chúng ta muốn hay không nhiều đi trong chốc lát vận động vận động. Chờ dưới có vận động. O, Nga. Nàng đột nhiên không dám đi rồi xảy ra chuyện gì. Thấy nàng nhìn chầm chầm phía trước một khối, cùng thuận khách sạn, bài tử ngẩn người, lâm tuyết quân một, dùng sức cầm nàng tay, Ngươi miên mang suy nghĩ cái gì ni? Ta. Cái gì cũng không tưởng. Trải qua khách sạn thời điểm, hắn dừng lại cước bộ, quay đầu đi nhìn, sau đó đạo. Muốn đi sao? Không. Muốn. Nàng thanh âm thấp đủ cho đáng thương, vậy là ai cả ngày nói lĩnh chứng lĩnh chứng, lại không là nàng. Hắn liền dắt nàng tay tiếp tục đi phía trước đi, nàng dưới chân một vấp thiếu chút nữa suốt, bị hắn thuận thế lôi kéo liền nhào vào hắn trong ngực. Tiểu An, ta như thế nào cảm thấy ngươi là ám chỉ cái gì? Không có. Đại trời lạnh, nàng đỏ mặt được mê người, chóp mũi đều đổ mồ hôi. Hắn nhanh chóng đem nàng lãm vào trong ngực, không lại đậu nàng, đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Thủ đô mùa hè rất nhiệt, mùa đông càng lạnh, ở bên ngoài đi nửa ngày, nàng không là rất kháng đông. Bọn họ vào sướng xuân viên kia một mảnh, từ một cái đơn nguyên thượng lầu 3, cao nhất lục tầng lầu, không có thang máy, một tầng có tam hộ nhân gia. Hắn lấy ra một chuỗi cái chìa khóa đặt ở trong tay nàng, phía đông bộ. Chúc Tiểu An nhìn hắn một mắt, lấy cái chìa khóa mở cửa, mở cửa về sau một trận nhiệt khí đập vào mặt mà đến, trong phòng không người, im ắng. Phòng ở là trung thức trang hoàng phong cách, hoặc nhìn cũng có năm đầu, nhưng là bởi vì bố trí được thanh lịch tinh xảo, tuy rằng cổ lại không phá cũ, ngược lại có một loại cổ kính cảm giác. Tiếng môn tay trái biên là phòng bếp, quá khứ là rửa tay gian, phòng khách ở bên trong, hướng nam hai cái gian phòng từng người mang theo ban công. Lâm Tuyết Quân Thích không? Hắn hai tay sủy tại trong túi, tựa vào đại môn thượng nhìn nàng. Thích, đây là ngươi. Phải nói là ngươi. Hắn chỉ chỉ cái chìa khóa, lại đem nhập thất tủ để giày một cái ngăn kéo kéo ra, đem một cái tiểu sách vỡ đưa cho nàng, rất kiểu cũ bất động sản chứng, phải nói không tính là chân chính ý nghĩa thượng bất động sản chứng, dù sao năm trước mới bắt đầu bộ phận địa khu cải cách nhà ở phòng, công nhân viên chức nhóm cơ bản không có mua bán phòng ốc quyền lực, đều là chờ đơn vị phân phối. Chúc Tiểu An năm nay đến đến Hải Điến khu còn cố ý trưng cầu ý kiến quá, suy nghĩ nhất định muốn toàn tiền tại đế đô mua bộ lão phòng ở, chờ về sau giải tỏa có thể đi mua càng hảo, coi như là có đế đô bất động sản nhất tộc, Năm trước mới vừa tiến hành một phần cải cách nhà ở, có chút công nhân viên chức phòng có thể tự động bán ra, mà tân thương phẩm phòng cũng tại bán ra, bất quá cái này đoạn đường cũng muốn 1.300 tả hữu, mà muốn đi tam hoàng trong vòng đoạn đường hộ hình đều hảo phòng ở liền muốn 4.000 một bình, hiện tại rất nhiều người tiền lương cũng liền 100 xuất đầu, muốn toàn tiền mua này giá cả phòng ở cùng lên trời cũng không sai biệt lắm. Cho nên không quản cái gì thời điểm, phổ thông cư dân thành phố mua phòng ở đều là khó khăn nàng suy nghĩ lâm tuyết quân tiền trợ cấp một cái nguyệt có thể toàn gần tới 200, nàng viết sách năm trước kiếm không thiếu, ra hai bản trường thiên, ba cái trung bài, thất cái đoạn thiên, còn bị đặt trước kế tiếp hệ liệt, tổng cộng lấy được một vạn xuất đầu, hậu tục còn có tiền nhập trướng. Cho nên nàng liền muốn làm điểm cái gì? Sao cổ cái này nàng là đừng nghĩ nàng so lâm tuyết quân có thể kém nhiều, tuy rằng nàng nhiều sống cả đời, có thể đời trước đối thị trường chứng khoán gì gì đó nàng căn bản không có đọc lướt qua, dù sao nàng trừ bỏ nhìn điện ảnh viết sách chính mình không yêu cầu kiếm quá một phân tiền. Nếu là hỏi nàng hát xã hội làm gì kiếm tiền nàng ngược lại là có thể nói đi lên, hiện tại cũng không dùng được. Cho nên nàng cảm thấy nàng muốn tưởng phát tiền tài phi nghĩa liền chỉ có thể mua phòng, cái này ngốc tử cũng biết, tùy tiện chỗ nào mua, đến lúc đó đều có thể kiếm, vấn đề duy nhất là không tiền cũng dương mắt nhìn hàng ngày đọc sách, viết tiểu thuyết, về sau còn muốn công tác, đương nhiên nàng còn tưởng cùng Vương Triều rộng rãi cung cấp học hợp khai văn hóa công ty, làm xuất bản, điện ảnh và truyền hình, giải trí chờ hạng mục, cũng là có thể kiếm tiền. Bọn họ còn có ngoại viện Tùy Thanh Huyền, Tùy Thanh Huyền là Bắc Kinh Nhật báo ký giả, đại nhị kia năm nàng cố ý, ngẫu ngộ, hắn, sau đó liền thành bằng hữu. Nàng còn nghĩ quá cùng lâm tuyết quân cô cô lộ ra một chút tương lai kinh tế kiếm tiền xu thế, ít nhất nàng biết điện tử thương vụ linh tinh a alibaba kinh đông linh tinh bất quá tiếp xúc mấy lần về sau nàng không lên tiếng bởi vì lâm vệ hồng liền là một cái trời sinh thương nhân căn bản không cần người khác nhắc nhở bản thân liền trạm được xem trọng được xa có đầu óc có quyết đoán nàng đã đoán trước đến hạ một sóng kinh tế tình thế hiện tại đầu tư bất động sản hậu cần chờ mà nàng chủ nghiệp kỳ thật là chỉnh đốn và cải cách quốc xí khoáng sản chỗ nào yêu cầu nàng khoa tay múa chân cho nên nàng liền ngoan ngoãn đọc sách sáng tác tin tưởng theo tương lai tình thế nhân gia lâm vệ hồng cũng sẽ theo quốc tế quốc nội chính sách cùng kinh tế xu thế làm suốt càng chuẩn xác cùng thích hợp hơn phát triển kế hoạch dù sao tại không có trọng sinh người hiện thực thế giới trong nước ngoài quốc nội cũng rất nhiều tài chính đại ngạc nhân gia dựa vào chính là thực lực ngươi như thế nào mua được nàng vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị cách không được hắn kia một lần lấy nàng giấy căn cước nói dùng một chút nàng cũng không có hỏi liền cấp hắn nàng giấy căn cước là đến trường học năm nay sơ mới làm trước tuổi không đủ đều là dùng thẻ học sinh có hộ nhân gia chờ tiền dùng liền đem đơn vị phân phòng ở bán ta được tin tức trù nhất bút khoản tiền mua xuống đến hai ta không xả chứng ni tính ngươi mua phòng ở về sau ta đơn vị còn có thể phân hắn là quân đội cán bộ Cải cách nhà ở phòng về sau cùng hắn quan hệ cũng không đại, như cũ sẽ phân, liền tính cải cũng muốn quá chút năm. Chút Tiểu An liền nói thiếu nhân gia bao nhiêu tiền, nàng nơi đó có một vạn khối, có thể trước lấy đi còn một phần. Lâm Tuyết Quân lại nói không cần. Phòng ở 60 bình phương không đến, tổng cộng hoa lục vạn khối còn bao quát một ít gia cụ, lúc này cũng là rất quý, bất quá hắn tưởng Chút Tiểu An muốn ở trong này đọc hảo vài năm, về sau còn muốn đọc nghiên cứu sinh mua phòng ở tự nhiên có lời. Chúc Tiểu An rất thích này căn hộ, nhìn xem hai mắt lượng tinh tinh, bởi vì không thoát áo lông, cái trán đều sấm suốt mồ hôi châu. Lâm Tuyết Quân, ta muốn nỗ lực viết sách, về sau chúng ta tại Tam Hoàng trong vòng mua một bộ bái, nói bất định 10 năm về sau liền kiếm phát rồi. Như vậy a, à, ta nghe nói cô cô tại cùng người đàm phán đầu tư lão thành nội xây thành công tác nghi, không biết nàng có thể hay không thành công, bên này đều là quan hệ hộ, nàng hậu đài không đủ ngạnh không nhất định có thể chen vào đi Lâm Tuyết Quân đạo lợi hại cô cô chút Tiểu An tinh tinh mắt nhất định muốn chen vào đi a à. kỳ thật Lâm Vệ Hồng buôn bán trừ bỏ ban đầu là dựa vào Lâm Gia Gia quan hệ đứng lên sau lại càng làm càng lớn tự nhiên muốn dựa vào cái khác chiêu số Lâm Vệ Quốc Phu thê lưỡng năm nay sơ nhắc tới trong thành phố đi bất quá đối Lâm Vệ Hồng sinh ý cũng giúp không được rất đại ân đặc biệt là Lâm Vệ Hồng hiện tại đi ra tỉnh đánh vào thủ đô, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình phát triển đứng lên nhân mạch. Cho nên Lâm Tuyết Quân nói không nhất định có thể thành. Ta trước mua nệm cùng trên giường đồ dùng, quay đầu lại ta cùng ngươi đi thương trường nhìn xem, ngươi lại chọn một ít mình thích. Đương nhiên còn muốn lại thu thập một chút vệ sinh, đây là cái gọi là muốn vận động vận động. Ngươi cứ nhiên lặng lẽ mà làm nhiều chuyện như vậy. Không là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ mà hắn cười ôm nàng về sau ngươi có thể cùng bạn cùng phòng tới nơi này nấu cơm ăn chúc tiểu an cười nói thật ta cảm thấy nhà ăn cơm đỉnh ăn ngon tuyệt đối so với các nàng làm ăn ngon khi ta có thời gian liền đến làm cho ngươi ngươi có thể chuyên tâm học tập viết sách như thế không sai đề nghị như vậy hắn ý là không là bọn họ có thể bắt đầu ở chung sự thật chứng minh nàng tưởng nhiều lâm học bá cấm dục bản lĩnh không là đắp Thu thập vệ sinh, ăn quá cơm chiều hai người liền oa tại sofa thượng đọc sách, nhìn nhìn mà bắt đầu lẫn nhau nhìn, không biết ai trước khởi đầu liền nháo đứng lên, sau đó nàng liền bị hắn ôm vào gian phòng. Nàng khi đó trong đầu trống rỗng, thân thể cũng khẩn trương được rất, tổng cảm thấy muốn phát sinh cái gì, phải như thế nào như thế nào. Nàng bị Lâm Tuyết Quân hôn được đầu óc choáng váng, thân thể từ bắt đầu căng chặt càng về sau tự động nhu thuận, càng ngày càng mềm, cảm giác đều muốn hóa thành thủy thậm chí liên chính mình xuyên cái gì nội y đều nghĩ không ra. Hắn thân nàng thật lâu, tay tại trên người nàng du tẩu, nàng cảm giác giống thông điện, lại nhiệt lại ma. Có thể lâm tuyết quân tại cuối cùng thời điểm buông nàng ra, giọng nói triền miên mà cùng nàng nói ngủ ngon, sau đó một người ngủ một cái phòng. Khi tự hồ là hắn huấn luyện nhất dạng, đối nàng thân thể huấn luyện, nhưng nó thích ứng hắn tiếp nhận hắn. Vài ngày đều như vậy, bất tri bất giác trung nàng đã trầm tĩnh lại, Hắn thật muốn làm cái gì nàng cũng không lại sợ hãi, hết thảy đều có thể thuận theo tự nhiên. Thậm chí nàng chính mình cũng có chút chờ mong. Nguyên bản nàng còn muốn không cần chủ động câu dẫn hắn tính, đừng như vậy cả ngày ra tấn nàng, ai biết thiếu chút nữa thành công thời điểm hắn tiếp đến đi gọi nghe điện thoại, nhất thiết phải xuất nhiệm vụ còn muốn ly kinh nửa năm. Kết quả, nàng trong lòng ngược lại hảo mất mát. Chờ hắn trở về thời điểm, nàng tưởng, nàng nhất định muốn đem hắn cấp ăn chính là nàng cũng không nghĩ tới năm thứ hai ngủ một hắn trở về thời điểm, nàng khởi đầu điểm hỏa, cuối cùng lại diệt không rớt, đem chính mình dày vò được hối hận đại phát. Hắn có bảy ngày ngày nghỉ. Nàng bất quá là toát ra như vậy một chút điểm, suy nghĩ hắn vẫn luôn trêu chọc nàng lại không làm tới cùng, có thể hay không là có gì vấn đề ni. Khụ khụ cụ tự làm tự chịu. Nàng có bảy ngày không xuống lầu, bởi vì bạn trai muốn chứng minh chính mình không có gì vấn đề duy nhất vấn đề chính là nàng chịu không được mà thôi. May được nàng còn như vậy lãng mạn tưởng cấp hắn một cái tốt đẹp kỷ niệm, mua ngọn nến, mua hoa, cắn răng mua hảo quý váy ngủ, kết quả nguyên lai like là cái duy nhất. Không nói, đều là lệ. Tại lâm tuyết quân ly kinh đoạn thời gian kia, nàng tại trong phòng này sáng tác một ít tác phẩm. Tối thành công nhất bộ lại là thông qua phỏng vấn những cái đó tham gia quá chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, Việt Nam, Kháng Mỹ viên triêu chờ quân nhân nhóm sự tích viết nhất bộ, máu và lửa sứ mệnh. Sau lại này một loạt viết ngũ bộ, phân biệt đạt được lão xá cùng mâu thuẫn văn học thưởng, mà còn bị văn hóa công ty mua đi cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch. Tại nàng đại tam kia năm, trước kinh tủng tiểu thuyết cũng lục tục bị dọn thượng màn ảnh, phi điểu trở thành toàn quốc nổi danh tác gia. Nàng đã có được một tiền lớn đáng tin miếng, rất nhiều vẫn là nàng cái này tuổi tác bắt đại thanh hoa chờ học sinh nàng rất điệu thấp chưa bao giờ tiếp thu phỏng vấn không công khai lộ diện, chỉ có bên cạnh cực thiếu người biết nàng mới là phi điểu. Ai cũng không nghĩ ra viết xuất như vậy chân thật cảm động kháng chiến tiểu thuyết người, cư nhiên là một cái tuổi trẻ nữ hài tử, đều cho rằng ít nhất là hơn 50 tuổi có quá quân đội trải qua văn nghệ binh. Đại tam thời điểm, nàng còn thông qua lâm tuyết quân đạo sư giới thiệu đi hải điến khu tòa án nhân dân cùng với viện kiểm sát thực tập, nghỉ hè đi pháp viện, nghỉ đông đi viện kiểm sát, bởi vì nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ đại thu khen ngợi đại tứ một năm kia nàng cùng lâm tuyết quân lĩnh chứng kết hôn nàng cũng không có tìm việc làm mà là tiếp tục tại pháp viện cùng viện kiểm sát luân phiên thực tập tốt nghiệp thời điểm lấy đến luật học hệ học sĩ học vị cùng kinh tế học học sĩ học vị sau đó thi đậu bản học viện luật học nghiên cứu sinh đồng thời còn chọn môn học văn học giám định và thưởng thức chương trình học sở dĩ không chọn tu hán ngữ ngôn chuyên nghiệp bởi vì nàng sợ bị các lão sư giáo quá về sau, chính mình không sẽ viết tiểu thuyết. Đạo sư nhóm chính mình cũng nói, hán ngữ ngôn cùng với văn học chuyên nghiệp tốt nghiệp sau, cơ bản đều làm ngôn ngữ bác học nghiên cứu đi, bởi vì các loại nguyên nhân ngược lại có rất ít viết tiểu thuyết. Nghiên nhị kia năm nàng liền cùng Tùy Thanh Huyền, Vương Triều rộng rãi mấy người này hợp mở văn hóa công ty, làm xuất bản cùng điện ảnh và truyền hình đầu tư hạng mục nàng lại đem làm văn án kế hoạch công tác quản đình đình đề cử tại vương triều rộng rãi thủ hạ nhậm chức, hai người lâu ngày sinh tình sau lại ngay tại cùng nhau. Đọc nghiên nhị thời điểm nàng mang thai, sang năm ngàn hy đầu năm sinh một đối long phượng thai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 Phi ngoại Yêu vô vô tận một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com đại ca tẩu tử đã không có ngươi lại đạp hư chính mình cũng vô dụng a à, cầu ngươi cố niệm chúng ta mấy ngàn huynh đệ a à. đại ca ngài không thể nản lòng thoái chí a à. cầu ngài tỉnh lại a à. ô áp áp đám người quỳ một mà cầu cái kia sắp quy y xuất gia nam nhân nam nhân trong mắt một mảnh trống rỗng tan hết gia tài xuất gia đều vi cầu phúc cầu phật tổ phù hộ có thể làm cho nàng kiếp sau không lại thụ như vậy nhiều khổ sở nếu nàng cảm thấy đi theo hắn chính là chịu khổ kia hắn tình nguyện nàng được hưởng tự do không lại thụ hắn liên lụy đã từng chết cũng không tưởng buông tay hiện tại nàng thật sự thi cốt vô tồn mới cảm thấy kỳ thật tình nguyện nàng còn sống a à, chẳng sợ không có hắn tại bên người chỉ cần nàng còn sống liền hảo liền tính lại như thế nào giao tranh gia tài bạc triệu nàng không có hài tử không có cha mẹ không có huynh đệ không có hắn lại còn có cái gì ý nghĩa Tại biết nàng tin báo tử một khắc kia, hắn đột nhiên liền sụp đổ, không khóc không nháo, không ăn không uống, một lòng cầu được có thể cùng nàng linh hồn có tạm thời câu thông. Đáng tiếc, cái gì cũng không có. Đại sư, người thật sự có kiếp sau sao? sao? Tin thì có, thí chủ tính không? Ta tính. An an, cầu Phật tổ phù hộ ngươi hoàn tuyền trên đường không chịu tội, cầu Phật tổ phù hộ ngươi đời sau kiếp sau không chịu khó chịu khổ hết thảy tội nghiệp ta nguyện ý lấy thân gánh vác. Phạm âm lượng lờ, thẳng thấu vân tiêu, kia người một đôi mắt lại tối như mực như không đáy trống rỗng giống nhau ngưng mắt nhìn nàng. Đêm khuya mộng tỉnh, chúc tiểu an ra một thân hãn. Bắc Kinh 8 tháng đêm vốn là đã lạnh xuống dưới, có thể nàng làm một giấc mộng kinh ra một thân hãn, nàng thế nhưng mơ thấy thường tam xuân. Xác thực mà nói là tiền thế thường tam xuân. Nàng cũng không nghĩ tới từ khi 91 năm thường tam xuân xuôi nam thâm quyến sau đó, bọn họ không có tái kiến quá, nàng dưới đáy lòng trong cơ hồ đã phai nhạt cái này sự, không nghĩ tới đột nhiên sẽ mơ thấy hắn. Rất kỳ quái. Nàng có chút nhiệt, liền đem chăm tơ tầm đi xuống đẩy, nàng động tác rất phí hoài bản thân mình sợ bừng tỉnh ngủ say Lâm Tuyết quân, năm trước hắn bị trọng thương tuy rằng tỉnh lại lại tổng có chút di chứng, giấc ngủ không là rất hảo, yêu cầu chậm rãi tu dưỡng nàng nằm bất động, những tim đập chậm rãi bình phục, ngay sau đó Lâm Tuyết Quân cánh tay liền đường ngang đến ôm nàng, hắn không có mở mắt trực tiếp đem nàng lãm tiếng trong ngực, thấp giọng lầu bầu, muốn uống thủy sao. Nàng trắc thủ thân thân hắn, không cần. Người tim đập có phải hay không có chút khoái, ta nghe một chút. Hắn tay tham tiếng nàng áo ngủ trong tại nàng ngực sờ sờ, sau đó vùi đầu đi qua. Chúc tiểu an hút một hơi khí, đè lại hắn đầu, nửa đêm ni, khoái ngủ đi. Ngày mai ta nghỉ ngơi. Hắn lầu bầu, ma lưu mà kéo ra nàng áo ngủ. Ngày thứ hai lâm tuyết quân vẫn như cũ dậy sớm, xuất thể dục buổi sáng, sau đó mua bánh quẩy nước đậu xanh nhi trở về, bảo mẫu đã đứng lên làm điểm tâm, lâm gia gia cùng lâm cô nãi cũng đứng lên tản bộ, lão nhân gia thiển niên, buổi sáng ngủ điểm tả hữu liền tỉnh lại rốt cuộc ngủ không được. Bánh quẩy tuy rằng không khỏe mạnh có thể đại gia đều thích ăn, nhất là lâm cô nải, buổi sáng nhất thiết phải muốn ăn bánh quẩy nước đậu xanh nhi. chút Tiểu An hiện tiến sĩ năm thứ nhất, nàng đại tứ lĩnh chứng kết hôn, nghiên nhị mang thai, năm nay sơ sinh một đối song sinh. Tại năm trước được biết nàng mang thai thời điểm, bởi vì lâm vệ quốc phu thê lưỡng là không có khả năng lại đây liền xuất tiền nhượng bọn họ mướn nguyệt tẩu. Lâm Tuyết Quân liền đem Gia Gia cùng cô nãi hai người tiếp đến nhượng bọn họ cùng Tiểu An làm bạn. Lâm cô nãy tự mình giữ cửa ải mướn một vị trù nghệ rất hảo bảo mẫu Lý Tẩu. Lý Tẩu lúc còn trẻ thủ tiết, chính mình cung cấp nuôi dưỡng hai cái hài tử. Hiện tại nhi tử tại Bắc Kinh đọc đại học, nàng ở trong này tiền lương so nơi khác cao. Lâm tuyết quân phu thê lưỡng tính tình lại hảo đối nàng cũng hào phóng, cho nên làm được rất vui vẻ cũng rất phụ trách. Xin bảo bảo về sau lâm cô nãy lại kinh mạch khác có kinh nghiệm bà bà giới thiệu mướn một vị danh tiếng không sai Nguyệt Tẩu, hiện giờ Nguyệt Tẩu cũng còn tại giúp đỡ mang hài tử. Ban ngày lâm tuyết quân phu thê lưỡng đi làm đến trường, hài tử liền chủ yếu là nguyệt tẩu nuôi nấng, gia gia cùng cô nãi nhìn. Lâm gia gia cùng lâm cô nãi thân thể đều không sai, rất có điểm càng già càng dẻo dai tư thế, nếu không là chính sách vấn đề hận không thể nhượng chút tiểu an tái sinh một thai. Hai huynh muội tuy rằng sinh non 20 ngày, mới vừa sinh ra thụ một ít tội, trải qua bệnh viện cùng gia nhân tỉ mỹ hộ lý hiện tại đã cùng bình thường hài tử không khác. Nữ nhi Lâm Ngọc Noãn vẫn luôn phi thường văn tĩnh, nhi tử Lâm Sâm bắt đầu 3 tháng 3 ngày ngủ buổi tối nháo, cùng thần tiên nhất dạng, sau lại cuối cùng chuyển quá công đến, đại gia đều có thể ngủ ngon giấc. Lâm Tuyết Quân hiện giờ tại thủ đô quân khu nhậm chức, đầu năm mới vừa thăng phó đoàn thực vụ là đặc biệt hành động đội đại đội trưởng, đồng thời còn tại quân khu nghiên cứu khoa học sở đi làm, nhậm nghiên cứu khoa học tam thất chủ nhiệm, lấy xong phần tiền lương, phân một bộ nhảy tầng căn phòng lớn liền tính thất tám người trụ cũng không chen chút. Chúc Tiểu An từ Đại Tam mà bắt đầu đi hải điến khu pháp viện cùng viện kiểm sát thực tập, nghiêng một thời điểm trực tiếp ở nơi đó nhậm chức trợ lý phẩm phán viên, trường học pháp viện hai đầu chạy, nghiên nhị kia năm mang thai cũng không chịu nghỉ ngơi, lão nhân gia vẫn luôn đều chịu trách nhiệm tâm. Sau lại sinh non, cùng nàng lại thực tập lại học tập còn muốn viết sách thân thể quá mệt mỏi cũng có quan hệ. Ngàn hy hàng năm sơ nàng bắt đầu nhậm độc lập phẩm phán viên phụ trách không thiếu án kiện, hơn phân nửa là dân sự án kiện, cũng sẽ cho viện trưởng đình trường chờ người làm đại án muốn án trợ lý phẩm phán viên, ngắn ngủn vài năm tích lũy phong phú kinh nghiệm. Đại gia đều nói tiểu trúc có thiên phú lại chịu liều, có hy vọng 30 tuổi trước thăng đình trường. Bọn họ viện trưởng thường thường mà liền treo gẹo nàng, tiểu trúc A, à, hảo hảo làm, ta coi ngươi có thể tiếp ta ban. Bọn họ đình trường cũng cả ngày nói, chúng ta đình năm trước liền tiểu trúc làm án tử nhiều nhất, năm nay vẫn là, này còn chưa tới cuối năm, các ngươi đều nắm chặt A, nhiều chạy cần chạy, muốn từ nhân dân quần chúng trung đến, đến nhân dân quần chúng trung đi đào án tử. Nhân gia tiểu trúc năm trước đỉnh cái bụng lớn, nay niên sinh qua, nghiệp vụ còn so các ngươi nhiều, các ngươi đều có điểm số A, đừng làm cho người nói khi dễ dựng phụ sản phụ, quét chúng ta các lão da mặt mũi. Nếu mấy năm trước hắn nói như vậy đại gia khả năng sẽ ghen tị, hiện tại toàn bộ nhị đình đều cho là như vậy, ghen tị cũng nghẹn, ai nhượng nhân gia chính mình rất ưu tú còn có càng ưu tú lão công ni. Đình trường, ngươi cũng không nhìn nhân gia tiểu trúc lão công là vị nào, chúng ta chạy cái án tử, nhân gia không nghe a à. chúng ta hảo tâm khuyên bảo nhượng bọn họ dụng pháp luật giữ gìn quyền lợi, nhân gia phi nói không cáo, nhận mệt, này nghẹn khuất. Khả nhân gia tiểu trúc xuất mã lão công hữu dũng hữu mưu đằng trước mở đường ai dám đùa giỡn hoành chính là a à, muốn ta có như vậy cái lão công ta đi ngươi ngươi một cái đại lão gia nhân gia lâm đoàn trưởng cũng được để ý ngươi a à. kỳ thật chi mấy năm trước quan tòa không mọi người xem cản kịch nhìn tới như vậy phong cách khổ bức được rất hoặc là vội được cùng cẩu nhất dạng hoặc là không có án tử còn phải quan tòa chính mình đi xuống chạy nghiệp vụ kéo án tử nếu không khai không xuất tiền thưởng đến chỉ có thể lấy cơ bản tiền lương, bọn họ tại thủ đô hoàn hảo, vài chỗ pháp viện kia thật không dễ nói. Chúc Tiểu An không quan tâm cái này, bởi vì nàng không thiếu tiền, hoặc là nói nàng không dựa vào cái này kiếm tiền, nàng tại pháp viện, viện kiểm sát cùng này nói công tác, không bằng nói vì càng nhiều công tác trải qua, này có trợ giúp nàng sáng tác càng chân thật tác phẩm. Viết kinh tủng cùng chiến tranh đề tài về sau, nàng lại nhắm ngay tư pháp, muốn đem công. Kiểm Pháp đề tài viết đứng lên. Hiện ở cái này đề tài xuất thư, điện ảnh và truyền hình kịch tình thế cũng đều không sai, huống chi nàng là thể chế nội, điều kiện nào khác càng được trời ưu ái, chỉ cần không phạm đại sai lầm, quá thẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Chủ yếu là năm trước lâm tuyết quân bọn họ đi Vân Nam chấp hành quét độc nhiệm vụ gặp nạn cho nàng xúc động rất đại, nàng rất tưởng viết một cái như vậy cố sự, bởi vì sợ về độc phẩm giao dịch tình tiết quá mức hoàng nguyên sẽ bị hài hòa, cho nên luôn luôn tại suy xét như thế nào lấy hay bỏ còn không có chính thức viết. Hiện giờ nàng tá hàng một thân thoải mái, hài tử cũng có người giúp đỡ mang, lão công lại duy trì nàng công tác cùng sáng tác, nàng cũng tuổi trẻ lòng hăng hái mười phần, tại pháp viện trong tự nhiên là nổi bật thập phần chói mắt. Ngàn hy năm là cái phi thường mấu chốt năm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, kinh tế bay lên, nhân dân sinh hoạt đều bắt đầu giàu có đứng lên đương nhiên tùy theo mà đến cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều vấn đề từ tư pháp án tử liền nhìn ra được dân sự tranh cãi kinh tế tranh cãi hình sự án tử càng ngày càng nhiều quan tòa không lại đi xuống tìm án tử án tử chính mình liền tắt được tràn đầy đặc biệt là không năm năm về sau độc phẩm bắt đầu hung hăng ngang ngược tại dân gian truyền lưu thêm thượng kinh tế bay lên sẽ xuất hiện không thiếu màu xám giao dịch công kiểm pháp cũng cảm thấy nhân thủ không đủ cho nên chút tiểu an như vậy ưu tú lại chăm chỉ công tác nhân viên liền phi thường được hoan nghênh, đại phê luật học viện cao tài sinh cũng tại độc nghiên thời điểm mà bắt đầu bị thu hút đi hỗ trợ. Có một cái buôn bán độc án tử, đội gây án, dùng hậu cần vận chuyển tuyến làm che giấu, công an cơ quan đã theo dõi hơn 2 năm, đầu năm còn thân thỉnh bộ đội xuất động đặc biệt hành động đội phối hợp, năm sau thu võng, mấy tháng này chiên trống rùng ben mà chuẩn bị các loại hồ sơ chứng cớ, phân phối đến bọn họ viện mấy ngày nay muốn mở phiên tòa. Viện trưởng chỉ định bọn họ nhị đình đình trường làm chánh án, chúc tiểu an cùng một cái khác đồng sự làm phẩm phán viên, còn có hai cái trợ lý phẩm phán viên đương thư ký. Kiểm tra hồ sơ thời điểm, chúc tiểu an liền thấy được thường tam xuân tên. Này cái án tử cư nhiên cùng hắn có liên lụy, bởi vì kia việc nhà an hậu cần công ty hữu hạn là hắn khai, phạm tội nhi chính là hắn công nhân viên, hắn làm phụ trách người cũng cần ra tòa. Không biết hắn là có người hay không chỉ điểm, công ty pháp nhân cư nhiên không là hắn bản thân, mà là hắn cha. Nếu không hắn liền không chỉ là ra tòa đơn giản như vậy, là muốn bị cho rằng bị cáo khởi tố. Bất quá thường lão cha luôn luôn tại quê quán, công ty sự tình đều không tham dự, cái này sự liền dễ làm rất nhiều. Ba ngày sau mở phiên tòa, khi thanh hạ ban thời điểm, nàng mới vừa đi xuất pháp viện cửa, liền bị người gọi lại. An An nàng quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở viện cửa thường tam xuân hắn xuyên chính trang tây trang giày da nàng lập tức không nhận ra đến hiếp mắt sau đó cười rộ lên như vậy xảo hắn đi tới không khéo ta cố ý tới bọn họ đình nảy nở xe đi ra nhìn đến chút tiểu an tiểu chúc muốn hay không mang hộ ngươi trở về cám ơn đình trường không cần nha nàng gia cách pháp viện không xa thượng hạ ban nàng đều là đi tới có thể rèn luyện thân thể. Đình Trường nhìn thoáng qua Thường Tam Xuân, gật gật đầu, sau đó đi xe rời đi. Nàng đối Thường Tam Xuân đạo: "Các ngươi án tử." "Ngươi không cần vì khó, ta không là đến chạy quan hệ, có thời gian hay không tán gẫu trong chốc lát." Thường Tam Xuân chỉ chỉ đối diện cách đó không xa quán cà phê. Chúc Tiểu An gật gật đầu, đi thôi. Đi quán cà phê, nàng trước hướng trong nhà gọi điện thoại. Lâm Tuyết Quân đi ra ngoài còn chưa có trở lại, nàng liền cùng Lâm Cô nãi nói một tiếng gặp được Thường Tam Xuân, chờ một lát trở về. Thường Tam Xuân tựa vào trên quầy cách một chút khoảng cách nhìn nàng gọi điện thoại, nghe không được nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy nàng giảng điện thoại thời điểm biểu tình dị thường ôn nhu, đã từng kia lăng lệ cảm giác bị ôn nhuận thay thế được, những người cảm thấy tâm tình bình tĩnh. Có thể hắn tim đập lợi hại. Hắn tuy rằng biết nàng càng ngày càng phiêu lượng, có thể vừa rồi tại cửa chợt vừa thấy đến vẫn là bị kinh diễm được tim đập gia tốc. Đã từng ngây ngô nụ hoa hiện giờ đã thịnh phóng, bề ngoài nội liễm ôn nhuận, nội bộ đã có một loại duệ không thể đương minh diễm nét mặt chiếu đi ra, những người như thế nào đều không thể xem nhẹ. Hắn tưởng chính mình vào Nam ra Bắc cũng 10 năm, xem qua như vậy nhiều nữ nhân, chỉ có nàng Minh Diễm bức người đến tâm thảm trong đi, nhìn một mắt liền sẽ tim đập da tốc nhịn không được tưởng vẫn luôn nhìn vẫn luôn nhìn đều nói, ngươi đi qua bất đồng lộ, xem qua bất đồng phong cảnh, tâm tình cũng sẽ bất đồng, lúc trước chấp nhất cho rằng thiên đại chuyện này, qua đi lại nhìn cũng sẽ vân đạm phong kinh không đáng giá nhắc tới. Có thể vì cái gì, cô đơn đối nàng, hắn tổng là không thể vân đạm phong kinh. Từ Nam Chí Bắc Phong, thổi đi vô số đồ vật, nàng ở trong lòng hắn lại trắc căng nhất dạng, không chút nào có thể lay động, theo thời gian trôi qua chẳng những không có phai nhạt, ngược lại liền coi như bị thổi mở một tầng tầng cái trắng, thấy được càng bên trong nội tại. Không lại là nông cạn sắc đẹp, dục vọng, chiếm hữu, mà là càng thâm tầng thưởng thức cùng ngưỡng vọng. Là, tuy rằng hắn hiện tại có tiền, có thể lần thứ hai nhìn thấy nàng, hắn mới không phải không thừa nhận tại trước mặt nàng có chút tự ti, tổng là tại ngưỡng vọng nàng rồi lại không chịu thừa nhận. Trong lòng hắn kia căn thứ, đã sớm mọc rễ nảy mầm trưởng thành một khỏa thụ. Lại cứ này cây đối hắn khinh thường nhất cố, hắn nhìn xem càng thật, liền phát hiện nàng cách hắn càng xa, hắn yêu được càng sâu, liền phát hiện càng là được không đến. Nguyên tưởng rằng 10 năm lâu như vậy, cả ngày vội vội vàng vàng, một nữ nhân khả năng cũng liền như vậy. Hiện tại nhìn nàng, hắn liền phát hiện trên sách nói đều là giả, hắn ngày hôm qua nhìn đến một nữ nhân hôm nay khả năng liền nhớ không khởi nàng bộ dáng, có thể 10 năm trong nhìn không tới nữ nhân này, vì cái gì hiện tại nhìn nàng chỉ biết càng thân thiết. Chính là hắn sau 10 năm trước càng không có tư cách lại đối nàng làm càng, đỉnh cơ hội đều không. Đây mới là để cho hắn khó có thể tiếp thu rồi lại không thể không tiếp thu hiện thực. Nếu lúc trước hắn cũng hảo hảo học tập nàng sẽ sẽ không thích hắn. Buồn cười, khi đó căn bản học không đi vào, nói này đó một chút dùng đều không. Chính là hiện tại vì sinh ý không thể không bức chính mình các loại học, cho nên người chính là như vậy thao đảng sao? hắn cảm thấy chính mình khả năng thật sự là thiếu nàng. Hắn không là kia loại bởi vì xin lỗi liền vẫn luôn ấy nấy người, vì cái gì sẽ cảm thấy thiếu nàng. Nếu không là thiếu nàng, vì cái gì nhiều như vậy năm cũng không quên. Lại nói tiếp cũng buồn cười, rõ ràng hắn mới giống cái tháo hán tử quân nhân, hiện giờ lại tây trang dày da làm bộ làm tịch, bức học các loại chương trình học thậm chí còn xuất ngoại học dương văn, mà kia lâm tuyết quân vốn nên giống cái thương giới tinh anh, hiện tại lại thành quân nhân, bảo hộ tại nàng bên cạnh như tường đồng vách sát nhượng bất luận kẻ nào không có cơ hội. Năm đó Lâm Tuyết quân bức hắn xuôi nam thời điểm, trong lòng hắn đối chính mình phát ngoan nhất định muốn rửa nhục. Có thể kỳ thật, có đôi khi không là phát ngoan liền hữu dụng, hắn cho là mình đầy đủ nỗ lực, nhân gia Lâm Tuyết quân cũng sẽ không tại chỗ đạp bước. Vì bảo hộ nàng. Lâm Tuyết Quân coi như là liều hết toàn lực, cũng không so với hắn tưởng muốn được đến nàng trả giá nỗ lực thiếu, thừa nhận điểm này, hắn cảm giác tuy rằng rất khó, nhưng cũng là sự thật. Có quân đội bối cảnh, chính mình lại lợi hại cũng không làm nên chuyện gì, chẳng những không động đậy nàng, liên tới gần chỉ sợ đều muốn thật cẩn thận, mấy thành xa xỉ. Nàng nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại hướng hắn cười cười, tỏ ý qua bên kia tọa, điểm hai cốc cà phê. Các ngươi viện đều khen ngươi sao, nói ngươi đặc biệt ưu tú. Thường Tam Xuân nhìn nàng, nhân gia nói nàng đặc biệt ưu tú thời điểm không biết vì cái gì hắn cư nhiên cùng hữu vinh yên tuy rằng chỉ có thể nói là nàng đồng hương ngươi không là cũng nhất dạng ưu tú mà nàng cười đến phi thường thẳng thắn thành thẩn, thật giống như đối với một cái lão bằng hữu không có bất luận cái gì khúc mắt kỳ thật nói thật ra bản thân nàng đối cả đời này thường tam xuân không có thâm cừu đại hận chỉ cần hắn không quấy rầy nàng nàng có thể hảo hảo đọc sách thực hiện chính mình khát vọng nàng cũng đã rất thỏa mãn từ khi buông xuống tiền thế bóng mờ nàng cũng đã là cái hoàn toàn mới người tại nàng trong mắt thường tam xuân cũng là một cái hoàn toàn mới người không lại là cái kia nhượng nàng sợ hãi sợ hãi oán hận người không có hận tự nhiên cũng sẽ không có chú ý cùng thành kiến cũng có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau nàng hiện tại cũng không phải tiền thế cái kia bị giam cầm chưa thấy qua nhiều ít quen mặt chim hoàng yến càng không là 10 năm trước cái kia mới vừa trọng sinh đầy người phẫn quốc nông thôn tiểu nha đầu, lấy nàng bây giờ đến xem đi qua, tự nhiên sẽ có rất đại bất đồng. Trừ bỏ kia tầng ân oán, khách quan đến nói, nàng cảm thấy thường Tam Xuân là cái rất ưu tú người, hữu dũng hữu mưu, có đảm có thức, nếu hắn kiếp này không lại thiệp hắc, thiệp độc, không có án mạng quấn thân, kia tự nhiên cũng là một cái đáng giá khen ngợi thành công nhân sĩ. Chúc Đại An gọi điện thoại cho nàng thời điểm, hữu ý vô ý cũng sẽ lại nói tiếp, bọn họ xin ý làm được thuận lợi đủ đường, đi thâm quyến về sau liền chuyên làm xuất nhập khẩu, còn thường xuyên xuất ngoại, chúc Đại An đều học được sức sẹo tiếng Anh, thường Tam Xuân hiện giờ có thể chính mình cùng hộ khách giao lưu nói chuyện làm ăn. Ca chính là khai cái tiểu công ty, nhìn người sắc mặt ăn cơm, sao có thể cùng các ngươi nhất dạng ni. Tuy rằng nói như vậy, có thể hắn kỳ thật vẫn là rất đắc ý, dù sao hắn một cái không đọc quá vài năm học tên côn đồ, dựa vào chính mình bản lĩnh 10 năm gây dựng sự nghiệp có như vậy một phần sự nghiệp, hiện giờ chuyên môn mướn sinh viên. Tuy rằng hắn không đọc quá đại học, có thể đại học tốt nghiệp muốn cấp hắn làm công, này cũng không sai. Liền vi việc này, thường tứ xuân còn than thở, ngại hắn bức chính mình hỗn 3 năm cao trung, lại hỗn cái bất nhập lưu chuyên khoa, còn không bằng một bắt đầu liền đi theo buôn bán đi. Nói chuyện phiếm vài câu, Thường Tam Xuân liền hỏi Lâm Tuyết Quân. Chúc Đại An cùng muội muội vẫn luôn bảo trì liên hệ, hắn tự nhiên cũng có thể biết chút Tiểu An tình huống. Này đó năm nàng đọc cao trung, thượng đại học, khảo nghiên, đọc bác, thực tập, chỉ cần chúc Đại An biết đến sự tình hắn cũng biết. Nhất là đi cuối năm Lâm Tuyết Quân chấp hành nhiệm vụ, vì cứu một cái đội viên trung đạn bị thương, hôn mê đem gần một tháng. Cái này sau đó đến hắn nghe chúc Đại An nói lên quá, hắn lúc ấy đặt không thể lý giải lâm tuyết quân vi tại sao phải cứu người khác dẫn đến chính mình trung đạn rất khả năng hắn sẽ chết nếu hắn đã chết an an làm như thế nào huống chi bởi vì hắn gặp nạn trực tiếp dẫn đến nàng cảm xúc kích động sinh non nếu không là vận khí tốt kia bọn họ một gia tứ khẩu rất khả năng ngay tại giải phóng quân bệnh viện cộng phó hoàng tuyền mà không phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lúc ấy hắn rất phẫn nộ trong lòng mắng lâm tuyết quân rất xuẩn quay đầu lại hắn lại tưởng có phải hay không lâm tuyết quân chết kỳ thật cũng không sai 10 năm trước hắn vốn là chết tiệt. Có thể hiện tại ngồi ở nàng đối diện, hắn lại cảm thấy chính mình khi đó ý tưởng rất xuẩn, liền tính lâm tuyết quân chết, hắn cũng không có cơ hội. Hắn tại nàng trong ánh mắt, từ trước nhìn đến chính là sợ hãi cùng oán hận, sau lại nhìn đến chính là thoải mái cùng bất đắc dĩ, hiện tại nhìn đến dĩ nhiên là bình tĩnh cùng tán thưởng. Nàng cư nhiên sẽ tán thưởng hắn. Hắn ngưỡng vọng nữ nhân, hiện tại sẽ rất chân thành mà khen hắn cũng không sai mà. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy chính mình hiện tại cũng coi như sự nghiệp tiểu có thành tích, thậm chí so với kia chút học tập ưu tú thiên chi kiêu tử đều xuất sắc, nhưng đáy lòng trong tưởng khởi nàng đến, hắn vẫn là thất bại chiếm đa số. Đương nhiên, hắn sở dĩ phấn đấu cũng cũng không đơn thuần là bởi vì nàng coi thường chính mình, muốn cho nàng xem trọng, hắn sở dĩ phấn đấu, là hắn tưởng, là hắn muốn là hắn không nghĩ quá nghèo ngày, là hắn tưởng trở nên nổi bật. Hưởng thụ có được tài phú cùng địa vị cảm giác, mà không chỉ là cùng một nữ nhân giận dỗi. Chính là nếu tại hắn có được tài phú cùng địa vị thời điểm, lại có được mình thích nữ nhân, thì phải là tối viên mãn thành công. Đáng tiếc, hắn sợ là muốn ứng câu kia thế gian sự, không như ý giả, 8 phần 10 cửu. Hoàn hảo, hắn không như ý, xem như một nửa một nửa đi bất quá ngẫm lại Lâm Tuyết Quân, không như ý phỏng chừng cũng liền thập chi nhất nhị. Hắn lại cảm thấy thập phần tâm tắc. Đương nhiên, nếu nàng có thể như ý giả 8 phần 10 cửu, kia hắn cảm thấy chính mình cũng vẫn là nguyện ý. Chỉ tiếc, hắn đã không lại là nàng không như ý kia một phần. Nàng triệt để đem hắn buông xuống. Như vậy hắn có phải hay không cũng có thể buông xuống. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Phiên ngoại Yêu vô vô tận 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ thật hắn trong lén lúc là đã lạy Phật Hắn còn nhận thức hoàng pháp tự một cái lão hòa thượng Mỗi khi cảm giác buồn bực được mãi bất quá kia đạo khảm thời điểm Hắn sẽ đi tìm lão hòa thượng nói chuyện phím Tuy rằng mặt ngoài đối chúc đại an nói hắn mới không tin Phật Nhưng thực tế hắn còn đặc biệt đi Thái Lan đã lạy Lúc ban đầu hắn cảm thấy chính mình sẽ cầu Phật tổ phù hộ, nhưng hắn đem nữ nhân cướp về, cũng thật chính đổi lên trong lòng, không biết vì cái gì, cũng là hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Này thật đúng là thao đảng. Phản phất là hắn không bị khống chế trực giác cầu nguyện. Chúc Tiểu An khó sanh thời điểm, hắn lại đi Hoàng Pháp tự cầu quá một lần Phật tổ, quyên rất nhiều tiền nhang đèn, hắn bái Phật trước còn tưởng có phải hay không hẳn là tại cầu phù hộ chúc Tiểu An bình an vô sự thời điểm thuận tiện phù hộ lâm tuyết quân quải rớt. Cuối cùng chung quy vẫn là cầu Phật tổ phù hộ bọn họ một gia bình an, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không bệnh thần kinh. Chính mình rối rắm nhiều như vậy, kỳ thật cũng không người biết, nếu là nhân gia biết, hắn mới cảm thấy thao đảng hận không thể giết người ni. Hắn tuy rằng buồn bực không thể giải thời điểm sẽ đi tìm hòa thượng, nhưng là không đại biểu hắn thành kính, huống chi hắn học tập, đọc sách sau đó cảm thấy tri thức có thể giải quyết chính mình nghi hoặc, liền không là như vậy vui lòng lại đi tìm hòa thượng hàng huyên. Người tổng là tại cảm giác cùng đường thời điểm mới có thể chuyển hướng thần minh. Chúc Tiểu An cười nói. Hắn rất tốt, không xuất nhiệm vụ thời điểm ngay tại nghiên cứu khoa học sở đi làm. Nghe nói các ngươi có một đối song sinh, Lâm Tuyết Quân thật sự là may mắn, kế hoạch hóa gia đình đều có thể nhi nữ song toàn. Hắn cười đến có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Chúc Tiểu An lại tưởng khởi hắn bị thương sự tình, đích thật là đủ may mắn. Nếu không đủ may mắn, hắn khả năng lại muốn chết một lần, nếu là lâm tuyết quân chết, nàng cảm thấy chính mình không nhất định có thể ngao đi xuống, đã từng cho rằng có thể sẽ không yêu được tận xương, có thể đi đến giờ này ngày này liền sẽ phát hiện đã không hắn không được. Cho nên, như bây giờ ngày, thật sự đỉnh hảo, bình bình đạm đạm, vội vội vàng vàng, liền hảo. Tục một ly cà phê sau đó, thường tam xuân đạo. 95 năm thời điểm chúng ta liền đem nghiệp vụ phát triển đến Bắc Kinh, bất quá khi đó phát triển được rất không thuận lợi, không giống hiện tại chính sách như vậy hảo. Khi đó hắn vẫn là tâm có không cam, tổng tưởng tìm tìm cơ hội tiếp cận nàng, bất quá Lâm Tuyết quân thật sự là rất mẫn cảm lại thông suốt phải đi ra ngoài, lập tức tìm đến hắn, nghiệp vụ có thể khai triển, ngươi không thể lưu lại. Hắn cảm thấy chính mình không tưởng lại thụ hắn uy hiếp, bởi vì không có gì nhược điểm ngược lại Lâm Tuyết Quân có nhược điểm tại trên tay mình. Ta cảm thấy chúng ta cần muốn hảo hảo tâm sự chút cao thăng cùng cảnh Thúy Nga chết. Hắn như vậy uy hiếp Lâm Tuyết Quân. Lâm Tuyết Quân biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là kia lãnh đạm tươi cười lại tại tỏ rõ cái gì, ngươi hẳn là đi tìm cảnh sát tán gẫu, ngươi sợ thị trấn cùng trong thành phố cục công an không nghe ngươi nói, ngươi có thể ở kinh thành báo nguy. Thường Tam Xuân chỉ biết Lâm Tuyết Quân căn bản không sợ, hắn cũng biết chính mình nói được nói chỉ sợ cũng không người sẽ tin. Năm đó hắn tức giận dưới là muốn đi giết chút cao thăng, một kẻ ngốc rất dễ dàng xuất ngoài ý muốn, không có chút cao thăng chút hữu tài liền không thể lại bức bách nàng. Hắn bản thân cũng không biết vì cái gì chính mình nhất định muốn như vậy vì nàng xuất đầu, điên cùng nhất dạng, nhìn không tới nàng như vậy chịu ủy khuất, thật giống như trống rỗng trong lòng nổi lên một phen hỏa, làm cái gì đều không quan tâm. Bất quá đêm hôm đó hắn đi thời điểm, lại thấy được một người khác tuy rằng bóng đêm rất nùng có thể hắn lờ mờ mà lại vẫn là nhìn đến một chút cái gì liền tính lúc ấy không dám khẳng định là lâm tuyết quân có thể kia vóc người lại có vài phần tương tự chờ thêm hai ngày lâm tuyết quân đột nhiên đến đến thường gia trân rất khoái cảnh thúy nga lại điện giật chết hắn lại càng phát khẳng định là lâm tuyết quân có thể hắn đích thật là không có chứng cớ bởi vì đêm hôm đó hắn cũng không có đương trường nghiệm chứng liền như vậy nhìn cái kia người thừa dịp đêm tối tiêu thất. Hắn thậm chí đều không có tận lực đi làm sáng tỏ đệ đệ cùng một ít người đối hắn giết chết chút cao thăng suy đoán, đến nay chút đại an đều cho rằng là hắn giết chút cao thăng vi muội muội xuất đầu, đối hắn thập phần tín nhiệm. Cho nên chút đại an cũng sẽ chủ động nói cho hắn biết chút tiểu an sở hữu sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy, hiện tại lâm tuyết quân so với lúc trước học sinh trung học, đã càng cường đại hơn đáng sợ mà hắn căn bản lay động không loại này tư vị cũng không hảo thụ thậm chí giống như một đao chém vào bối thượng như vậy trực tiếp không có tới gần nàng liền bị bắt lại một lần nữa xuôi nam bất quá lâm tuyết quân lại cũng không quá nhằm vào hắn ngược lại còn có ý vô ý mà chiếu cố hắn ở trong này sinh ý đương nhiên cũng là đánh giúp chút đại an cờ hiệu lúc này đây độc phẩm sự tình hắn trước một chút đều không biết tình bởi vì hắn không thể tới nơi này mà chút đại an chờ người cũng không có như vậy cường trưởng khống lực, những cái đó người liền nắm chắc chỗ sơ hở này. Kỳ thật hắn còn phải cảm tạ lâm tuyết quân, lúc này đây nếu không là đúng lúc đêm này đó người bắt được đến, chờ càng lúng càng sâu, khi hắn công ty cũng liền triệt để hủy. Có thể có hiện tại thành tích, nhất định thập phần không dễ, hy vọng ngươi có thể càng hảo. Nói thoải mái kia khẳng định là nói dối. Hắn gật gật đầu những cái đó sờ bò lăn đánh đến chua xót tự nhiên không tất yếu cùng người ta giảng nam nhân mà canh chừng quan lộ ra đến nhượng người hâm mộ là đến nơi lưu huyết lưu lệ chuyện này nuốt vào trong bụng không dựa vào bán thảm tranh thủ gì gì đó chúc tiểu an cười cười cúi đầu nhìn nhìn biểu thời điểm không còn sớm ngày khác ta cùng lâm tuyết quân làm ông chủ thỉnh ngươi ăn cơm hắn đứng dậy đem áo khoác mặt vào chúc tiểu an đã trả tiền lại hỏi hắn trụ ở đâu mở phiên tòa thời điểm tái kiến thường tam xuân giúp nàng mở cửa nàng sát hắn ngực đi qua thời điểm hắn dùng rất đại khí lực mới có thể nhịn xuống không đem nàng ôm vào trong ngực an an ta mang theo bọn họ làm việc đều là thanh thanh bạch bạch tuyệt đối không đụng độc thiệp hắc hiện tại cũng rất ít chúc tiểu an cười nói cái này tư pháp cơ quan sẽ có điều tra ngươi yên tâm chúng ta không oan uổng bất luận kẻ nào cũng không buông tha bất luận kẻ nào ngươi công nhân viên ngươi cũng muốn ước thúc hảo khi là tự nhiên, ra quán cà phê, hắn nhìn đến ngoài cửa đình một chiếc quân lục sắc đại díp, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra nhất trương kính râm che khuất hơn phân nửa anh Tuấn được thiếu đòn mặt. Lâm Tuyết quân tháo xuống kính râm, mở cửa mại xuống xe, xảo A. Thường Tam Xuân nhìn hắn một mắt, cười cười, chúng ta công ty có án tử ở trong này, ta cố ý lại đây. Lâm Tuyết quân gật gật đầu, đem chút tiểu an bao tiếp quá đi, đối thường Tam Xuân đạo trụ ở đâu, quá hai ngày thỉnh ngươi ăn cơm. Thường Tam Xuân trên báo địa chỉ lưu lại số điện thoại, lại nhìn chút Tiểu An một mắt, nàng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, hắn vẫy tay từ biệt. Nhìn hắn lên đường biên một chiếc Santana, Lâm Tuyết Quân mới ôm chút Tiểu An lên xe. Hắn công ty người cùng buôn bán độc đội có liên lụy, án tử chuyển tới chúng ta viện. Chút Tiểu An vài ba câu giải thích một chút. Lâm Tuyết Quân đem nàng ôm lên xe, ta biết, theo chúng ta đội năm trước xuất nhiệm vụ có chút quan hệ. Năm trước hắn xuất nhiệm vụ, đoan trùng buôn thuốc viện hang ổ, tài năng như vậy thuận lợi bắt được tìm hiểu nguồn gốc. Người bình thường nói ngày khắc thỉnh ngươi ăn cơm, quá hai ngày tụ tụ, cơ bản vốn là một câu lời nói suông, nói quá liền tính lời khách sáo. Bất quá tại lâm tuyết quân cùng chút tiểu an nơi này tự nhiên không là, quá hai ngày chính là quá hai ngày, phải đợi mở phiên tòa kết thúc mặt khác bọn họ chính mình cũng muốn an bài thời gian án tử sự tình rất thuận lợi có người nhận tội có người chống chế chứng cớ vô cùng xác thực tự nhiên không thể nào phản cung nên phán hình phán hình thỉnh thường tam xuân ăn cơm chúc tiểu an là theo trong viện chào hỏi miễn cho bị người biết nói nàng cùng thiệp án nhân viên có cái gì lén lút giao dịch viện trưởng nghe nói là nàng lão hương còn khen nàng cẩn thận lại khen vài câu thường tam xuân tuổi trẻ đầy hứa hẹn sau đó khen nàng gia hương địa linh nhân kiệt linh tinh nói, cấp chút tiểu an khen đến độ có chút ngượng ngùng. Nhiều cấp lão hương nói một chút chính sách, buôn bán đã muốn kiếm tiền, cũng được thủ quy củ, miễn cho chọc phiền. Viện trưởng, biết rồi. Mời khách địa phương là Lâm Tuyết Quân Định, là một gia rất có danh riêng tư quán cơm, khẩu vị rất hảo, quán cơm thượng hạ hai tầng lâu, mỗi lần đều muốn trước tiên một ngày đặt trước vị trí lúc ăn cơm thường Tam Xuân là mang theo chút Đại An cùng lên tới, vừa thấy mặt chút Đại An liền cười hỏi. Ta ngoại sanh cùng ngoại sanh nữ ni. Ta suốt đêm tọa xe lửa chạy tới, hoàn hảo không đến trễ. Ba người kia ăn cơm, sợ là không khí có chút vi diệu, chút Đại An một gia nhập liền thoải mái sinh động không thiếu, hắn chính là cái điều hòa tề. Chúc Đại An vẫn là đi theo Thường Tam Xuân, trước kia Thường Tam Xuân xuôi nam thâm quyến, hắn còn ở nhà quản kia sạp sự nhi. Sau lại thường Tam Xuân nói trong nhà tạm thời phát triển không đứng dậy, vẫn là phía Nam Hảo, cho nên năm thứ hai chút Đại An cũng xuôi Nam, bọn họ xả khởi gánh hát bắt đầu làm đầu cơ trục lợi sinh ý. Sau đó liền bán sĩ, hậu cần, 96 năm bắt đầu làm xuất nhập khẩu, khi đó chủ yếu tại Hương Cảng, Hàn Quốc, Thái Lan chờ lâm vừa làm. Năm trước bắt đầu lại mở rộng sinh ý phạm vi. 95 năm bắt đầu Trúc Đại An cũng thường xuyên đến Bắc Kinh, cho nên hắn cùng Trúc Tiểu An đi lại được không thiếu. Trúc Tiểu An quá niên sinh hài tử lúc ấy Trúc Đại An còn phi tới thăm, nàng cùng Lâm Tuyết Quân đều nằm ở trên giường bệnh, đem hắn gấp đến độ không được không được. Sau lại Lâm Tuyết Quân tỉnh lại, Trúc Tiểu An cũng mẫu tử bình an, Trúc Đại An còn chạy tới hương sơn đốt hương, phi nói nơi đó hòa thượng linh. Sau đó hắn muốn cho Trúc Mụ Mụ đến hầu hạ trong tháng, Chúc Tiểu An viễn cự, tuy rằng hiện tại quan hệ không như vậy hư, nhưng là cũng nhàn nhạt, chúc mụ mụ đối nàng không nóng không lạnh không nhiều ít cảm tình, nàng đối chúc mụ mụ cũng làm không đến mẫu từ nữ hiếu kia loại trường hợp, mỗi ngày đối với ngược lại xấu hổ, huống chi lâm cô nãi thỉnh nguyệt tẩu càng chuyên nghiệp đắc lực. Chúc Đại An ngồi xuống hạ liền đem cấp hai hài tử lễ vật đưa lên, chúc Tiểu An vừa thấy, cư nhiên là hai đối vàng mười vòng tay, lão phượng tường, nặng trình trịch áp tay chúc tiểu an có thể không thích cấp hài tử mang cái này lúc trước sinh hài tử về sau cô cô lâm vệ hồng liền mua vòng tay chân lục lạc phỏng chừng chúc đại an tới thời điểm nhìn thấy liền nhớ kỹ cho rằng nàng thích ni nàng ném trở về ngươi vẫn là lưu cho ngươi chính mình hài tử mang đi chúc đại an đến bây giờ còn không kết hôn chúc ba mẹ cả ngày than thở bất quá hiện tại cũng không dám phiền nàng chúc đại an liền đưa cho thường tam xuân một hộp tam xuân cái này đưa cho ngươi tương lai hài tử mang đi, cái này lưu cho ta tương lai hài tử, tiểu an đưa chúng ta. thường tam xuân, hắn đẩy trở về cấp chút tiểu an, hài tử không mang cũng không quan hệ, lễ vật đưa đến liền đi. chút tiểu an chỉ biết là hắn ý tứ. chút đại an cười nói, biệt coi thường cửu cửu, nói như thế nào cũng là thân, thu, chờ ta ngoại sanh đại, cấp hắn lăn vòng chơi. chút tiểu an. Lâm Tuyết Quân lấy thực đơn đưa cho Thường Tam Xuân, lại vẫy tay tỏ ý người phục vụ muốn rượu. Thường Tam Xuân cười như không cười mà, năm đó ngươi còn thiếu nhất đốn rượu ni. Nói chính là lần đó tại Trúc Gia 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 ăn cơm chuyện này. Lâm Tuyết Quân cười nói. Thành, hiện tại ngươi tưởng uống gì, ta phụng bồi. Tùy ý được nhìn không ra hai người đã từng dương cung bạc kiếm, thật liền coi như gia hương cũ hữu nhất dạng. Này người cũng là thành tinh, thường tam xuân nghĩ như thế hắn liền điểm hai bình bao đài lại điểm một chi rượu đỏ cấp chút tiểu an chút đại an cười nói như thế nào các ngươi một người một bình không ta chuyện gì nhi a chút tiểu an đem kia bình rượu đỏ giao cho hắn theo ta uống cái này ủy khuất ngươi sao hắn hiện tại không uống tóc xuyên loa quần phỏng chừng đi thăm quyến đại đô thị tiếp nhận rồi hung đúc nhìn bình thường điểm ngồi ở chỗ kia coi như là soái ca một cái có thể hấp dẫn không thiếu độc thân nữ hài tử lực chú ý. Không khí bắt đầu vẫn là rất hòa hợp, mặc dù là biểu hiện giả dối hòa hợp, bất quá chờ tam chén rượu sau đó, mà bắt đầu có chút biến điệu tử. Chúc Đại An nhìn Chúc Tiểu An, muội phu có thể uống như vậy nhiều rượu sao? Lâm Tuyết Quân bản thân không là rất thích uống rượu, còn thụ quá thương, bình thường trừ bỏ cùng Chúc Tiểu An đi ra dùng cơm khai bình rượu đỏ, tụ hội thời điểm cũng không nhiều uống mọi người đều biết cũng không ép hắn chúc tiểu an tuy rằng cũng không hy vọng hắn uống rất nhiều nhưng loại này thời điểm nàng cũng sẽ không kéo chân sau liền thường thường mà nhượng người lại thêm cái nhiệt đồ ăn nhắc nhở uống rượu hai người cũng ăn chút đồ ăn biệt chỉ uống rượu chỉ cần nàng kẹp cấp lâm tuyết quân hắn đều sẽ ăn luôn chưa bao giờ sẽ lãng phí một chút cho nên nàng nhìn hắn ăn được thiếu liền sẽ chủ động cấp hắn kẹp đồ ăn thường tam xuân bắt đầu còn từ trước đến nay lâm tuyết quân uống rượu mà còn mang theo phân cao thấp ý tứ sau lại nhìn chút tiểu an cấp lâm tuyết quân kẹp đồ ăn hắn liền nhìn nàng một cái sau đó chính mình uống nguyên vốn có chút muốn nói nói có chút cái gì cảm xúc hiện tại tựa hồ cũng bị rượu cấp áp chế đi cũng hoặc là thời gian trôi qua đã không có nói tất yếu là trọng yếu hơn sợ là không có nói tư cách khi đó còn có thể ỷ vào vô liêm sĩ không chỗ nào sợ hãi hiện tại sao đều không tại là hài tử lại có chút thân phận căn bản không có khả năng lại làm như vậy chuyện này sợ là liên một câu không thích đáng nói đều không dễ nói không thích đáng nói không nói không thỏa đáng cảm xúc đều không thích hợp biểu lộ mà bọn họ cũng không có cái gì có thể ôn chuyện bất quá là hắn đơn phương nhất xương tình nguyện tưởng muốn tới nhìn nàng mà thôi cho nên trừ bỏ uống rượu thật đúng là không cái khác có thể làm một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, trong lúc chút Tiểu An đi quầy hướng gia đánh một lần điện thoại, trở về nói cho bọn hắn biết Lâm Sâm khóc nháo trong chốc lát, sau lại cùng muội muội cùng nhau ngủ. Chúc Đại An nói cho muội muội, Bình Bình muốn gả cấp Thường Tam Xuân, bị Thường Tam Xuân mắng một trận, nhượng nàng tìm cái bổn phận sống qua ngày gả, cho nên nàng hiện tại cùng bọn họ công ty một cái đại học chuyên ngành sinh chỗ. Thường Mẫn hiện giờ cũng đi bọn họ công ty, làm xuất nạp, tìm đối tượng cũng là cao không thành thấp không đến, hữu ý vô ý mà tổng tưởng cùng nàng sau một lần, muốn tìm cái chẳng sợ không có lâm tuyết quân như vậy ưu tú, cũng không có thể quá kém, có thể nghĩ tự nhiên không là như vậy hảo tìm. Năm trước nói chuyện cái lão ngoại bạn trai, bất quá thường tam xuân nói kia người không đáng tin, chính là cái chơi đùa, nhượng nàng cũng chơi chơi liền tính. Hắn còn nói cho chút tiểu an, chút hữu tài 96 năm thời điểm cùng thôn trong một cái bà nương thông đồng, cấp nhân gia đưa điểm cái này đưa điểm cái kia, kết quả nhân gia chính là đồ hắn đồ vật, hắn vừa sinh khí mượn rượu kính đi quấy rối nhân gia, bị người ta nam nhân nhất đốn béo đánh đánh què một chân, còn muốn cáo hắn. Trúc hữu tài ăn một cái ngậm bồ hòn, cái gì cũng không dám làm, chúc hữu vi bị chúc mụ mụ quản cũng không có thể quản rất nhiều, cho nên chúc hữu tài lướt qua càng thất vọng, hiện tại kéo một chân, này còn chưa từ bỏ ý định, tổng tưởng thông đồng nữ nhân sinh nhi tử hiện tại thôn trong không người phản ứng hắn, hắn khô không thiếu ghê tẩm sự, chút ba ba cũng không thế nào phản ứng, hắn cả ngày chỉ mát khóc sướt mướt, hiện giờ thê thảm được rất. Gọi ta nói, hắn còn không bằng hắn lão bà hài tử chết được giải thoát ni. Chúc Đại An đối hắn cũng không có nửa điểm đồng tình tâm. Chúc Tiểu An lại càng không có, nếu không là Chúc Đại An giảng, nàng đối Chúc Hữu Tài đều không có nhiều ít ấn tượng vài năm này đến trường thời điểm học tập thật sự rất bận, sau lại lại thực tập, về nhà số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, trở về cũng là cùng gia gia nải nải, đối chúc hữu tài căn bản là một ánh mắt cũng lười phân. Nếu không là chúc đại an hiện tại cải hảo, nàng vốn là muốn đem gia gia nải nải cũng tiếp đi ra, bất quá lão nhân lớn tuổi lưu luyến gia đình không chịu đi ra, biết nàng quá được giống vậy cái gì đều cường, bọn họ ở nhà ăn uống không lo, còn có lão hàng xóm người quen cũ thích, chúc hữu vi phu thê cũng còn tính hiếu thuận bọn họ sẽ không chịu đi ra đối lần này về nhà ta còn thay ngươi đi xem qua dương hiệu trưởng ngươi vương lão sư mỗi ngày bối cái camera không là chụp ảnh chính là họa họa tuổi trẻ 10 tuổi từ khi đến thủ đô thượng đại học mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè chúc tiểu an đều mời dương lão sư phu thê lưỡng đến thủ đô chơi mục đích thực sự là nhượng bọn họ đều làm cái kiểm tra sức khỏe bắt đầu hai năm bọn họ vẫn luôn không thời gian sau lại 97 năm Dương Lão Sư rốt cục mang theo Vương Lão Sư Thượng Kinh, chúc Tiểu An cùng bọn họ trước chơi, sau lại đi kiểm tra sức khỏe tra ra Vương Lão Sư nhũ tuyến tăng sinh, trước làm bảo thủ trị liệu, Đại Phu kiến nghị nàng giảm bớt áp lực, bảo trì tâm tình khoái trá, sau đó định kỳ phúc tra. Năm thứ hai Dương Lão Sư đương sơ Trung Hiệu Trưởng, Vương Lão Sư liền làm nội lui, tâm tình hảo áp lực tiểu, bệnh tình được đến khống chế. Năm trước phúc tra, Đại Phu nói trạng huống tốt đẹp, Chúc Tiểu An cùng hai vị lão sư vẫn luôn đều có liên hệ, vội liền không viết thư trực tiếp gọi điện thoại, cho nên nàng kỳ thật biết trong nhà tình huống. Nhưng là Chúc Đại An có thể chủ động quan tâm nàng quan tâm người, nàng tự nhiên cũng cao hứng, chân tâm cảm thấy hắn cải biến rất nhiều, ít nhất so tiền thế có càng nhiều nhân tình vị, không lại như vậy ít kỹ lười biến. Người muốn thay đổi không dễ dàng, có thể như một khi thay đổi, nhưng cũng có thể tuyệt địa phùng sinh, thay đổi vận mệnh. Chúc Đại An là, Thường Tam Xuân cũng là, mà nàng lại như thế nào không là ni. Thường Tam Xuân chính mình thay đổi, liên quan Thường Tứ Xuân cũng sẽ không chết, hắn cha không cần ngồi tù tọa đến chết, hắn lão nương cùng muội muội cũng không cần chết. Kiếp này cùng tiền thế đã khác hẳn bất đồng, lộ ngay tại dưới chân, chỉ cần lo liệu sơ tâm, hảo hảo đi xuống đi tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chúng ta đều hy vọng, ngày mai sẽ càng hảo lâm tuyết quân cùng thường tam xuân uống đến độ hơi nhiều chúc tiểu an nhượng chúc đại an đưa thường tam xuân hồi khách sạn lâm lên xe thượng thường tam xuân quay đầu lại nhìn nàng một cái cái gì cũng chưa nói liền thượng xe chờ bọn hắn rời đi lâm tuyết quân trạm không ngừng nhất dạng tựa vào nàng đầu vai chúc tiểu an biết hắn uống nhiều nhanh chóng đem hắn đỡ lên xe nhượng hắn tọa phó điều khiển nàng tới lái xe ta không uống say hắn thấp thấp cười bởi vì men say thanh âm càng thêm từ tính truyền miên. Chúc Tiểu An đau lòng mà nhìn hắn, lại không là nhất định phải uống như vậy nhiều, trên đường chúng ta đi mua giải men. Uống say người chưa bao giờ nói chính mình uống say, trước kia hắn không uống say thời điểm cùng nàng trang say, quấn nàng không phóng. Cấp hắn khấu dây an toàn thời điểm, lâm tuyết quân gian hai tay cánh tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nóng bỏng môi dáng nàng nhĩ đế, tiểu an, cảm ơn ngươi lựa chọn ta cám ơn ngươi nguyện ý bồi ta cả đời môi răng tại nàng nhĩ đế truyền miên giống hài tử nhất dạng luyến nàng nàng chịu đựng hắn mang đến tô ngứa cảm giác quay đầu nhìn hắn đèn đường ấm hoàng quang mang chiếu vào tới cấp hắn độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa men say mông lung song mâu trong sóng mắt dục lưu ý cười ngâm ngâm tự hồ lại là năm đó mùa hè tìm đến nàng cái kia xanh mướt thiếu niên không quản đi qua vẫn là hiện tại lâm tuyết quân đều là nàng thâm người yêu sâu đậm là ngươi lựa chọn ta, sủng ta. Nàng chủ động hôn lên hắn môi, cảm ơn ngươi, lâm tuyết quân, ta yêu ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Như vậy, cố sự liền đi đến nơi đây, nhân sinh của bọn họ chính mình tiếp tục đi. Ta thích chúc tiểu an cùng lâm tuyết quân, chúc bọn họ nhất sinh an khang, còn có ta độc giả nhóm, chúc các ngươi nhất sinh an khang. Sau đó ta tiếp tục đi biên tạo tân nhân sinh cố sự, tân văn sẽ tại hạ đầu tháng khai nội dung là tiểu phu thê xuyên qua năm sáu chục niên đại phấn đấu cố sự hy vọng thân nhóm có thể tiếp tục duy trì sao sao đát chỉ cần khai hố sẽ nỗ lực ngày càng thỉnh thân nhóm cất chứa một chút ta tác giả chuyên mục đi điểm đánh hoa đào lộ đi vào cất chứa cúc cung trí tạ cảm ơn thân nhóm một đường làm bạn cảm ơn các ngươi đặt mua nhắn lại cất chứa cảm ơn các ngươi đánh thưởng cùng cổ vũ yêu các ngươi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video